Nắng này có hại, chúng ta vào trong đi. Tôi che ô cho cô. Không sao, tự tôi làm được. Vừa hay cô cầm ô, tôi sẽ giúp cô kéo vali. Tôi không có ý đó. Ảnh đế quý mau vào đi, để tôi tự làm. Không cần xa lạ như vậy, cứ gọi tên tôi là được. Cô gái này ở đâu ra thế, sao lại quyến rũ con trai quý nhà chúng tôi? Phan đừng dẫm linh tinh nhé, không thấy chính ảnh đế quý chủ động lấy lòng mà? Ha ha, ai biết có phải thủ đoạn lạc mềm buộc chặt của cô ta hay không? Ai có thể đến nói cho mình? À, a ảnh đế quý đừng để cô gái xấu xa lừa gạt. Phan đừng lo lắng lung tung, rõ ràng là đằng nhà mình sáng vào. Ảnh đế quý có địa vị gì, cố dạng chỉ là thiên kim giả mang tiền vào tham gia xứng sao. Vì ảnh đế này rốt cuộc là chuyện gì thế? Phan của ảnh đế quý chắc chắn sẽ mắng cố dạng, mình phải dẫn dắt bọn họ giải thích rõ ràng nguyên nhân. Ảnh đế quý, Dạng Dạng, hai người quen nhau từ trước à? Không quen, quen. Hả? Ơ. Ừ. Cô quên rồi à? Lúc cô cứu người ở đường Cẩm Thành, chúng ta đã gặp nhau. Hóa ra là anh à? Thật ngại quá, lúc đó anh đội mũ đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra. Hóa ra là thế. Dạng Dạng là tiên nữ xinh đẹp tốt bụng. Hu hu hu, con trai quý có thể nhìn tôi với vẻ mặt này thì tuyệt quá. Không sao, cô có thể nhớ ra tôi là tốt rồi. Chết tiệt, không ngờ bọn họ đã gặp nhau từ trước. Không thể để cho hai người đó cướp đi sự chú ý và danh tiếng được. Dạng Dạng đúng là tốt bụng, hôm nay cô đến muộn như vậy chắc có lý do chứ nhỉ? Đúng vậy, đến muộn là đến muộn tóm lại chỉ là một đại tiểu thư không có phép lịch sự cùng là đại tiểu thư yên yên đến đúng giờ cô đến muộn còn thiết lập hình tượng cao thấp rõ ràng muốn lấy việc bọn tôi đến muộn ra gây sự à vậy cô khiêu khích sai người rồi xem tin tức tin nào có thể trở thành cái cớ để cô đến muộn mọi người đừng cãi nhau nữa mau đi xem hot sớt đi cố dạng đến muộn vì cứu người đó vốn dĩ tôi không muốn nói ra khiến mọi người lo lắng nhưng nếu cô đã tò mò như vậy không bằng tự mình xem tin tức đi. Cái gì? Hot search Weibo. Lương Thành chính thức. Cảm ơn công dân nhiệt tình cô cố dạng dám làm việc nghĩa, dũng cảm đứng ra đối mặt với bọn bắt cóc giải cứu cô bé. Hành động tử tế của cô đã cứu được một mạng người A còng dạng dạng đều tốt. Anh này, anh bình tĩnh đã. Đừng xen vào việc của người khác, tôi chỉ chấp nhận vợ tôi tái hôn với tôi. Nếu cô tới đây, tôi sẽ chết cùng con gái tôi. Tôi là bác sĩ của vợ anh, chị ấy đã mang thai rồi. Nói dối, đây chỉ là kế hoạch tạm thời của cô. Nếu không tại sao vừa nãy cô ấy không nói với tôi? Bây giờ anh đang bắt đứa trẻ, chị ấy đương nhiên không dám nói cho anh biết. Trước đó chị ấy đã nói với tôi định nói cho anh để tái hôn với anh, đúng không? Đúng, đúng vậy, nhưng lúc anh ta lơ đãng, nhanh chóng thôi miên anh ta. Bây giờ anh có thể bỏ dao xuống chưa? Chính là lúc này. A. À. A à, tiểu tiên nữ ngầu quá. Hóa ra Cố Dạng đến muộn vì cứu người, anti Phan còn không mau xin lỗi đi. Tiểu tiên nữ thật dũng cảm, thành Phan đây. Còn khốn này, cố ý diễn lừa mình. Sao vẻ mặt khó chịu thế, xem video xong thấy lo lắng cho tôi sao? Cô đừng lo. Tôi không sao. Chiếc Rolls-Royce đen, mình nhớ trong nguyên tác chỉ có một chiếc ở Lương Thành. Đây là xe của Nam Chính, vừa nãy anh ta cũng có mặt ở đó. Trong nguyên tác, sau khi anh ta khuất phục trước đại lão, anh ta đã giúp đỡ chèn ép nguyên chủ rất nhiều. Không biết hiện giờ anh ta và đại lão tiến triển thế nào, chỉ có thể cầu nguyện chuyện cứu người lần này để lại ấn tượng tốt với anh ta lúc đó tình huống khẩn cấp nên mình đã sử dụng kỹ năng của mình hy vọng không vì thế mà bị anh ta nhắm vào tiêu thiếu gia cô gái vừa nãy cứu người không hề đơn giản hình như là một ngôi sao bảo sao xinh đẹp như vậy tiêu thiếu gia anh xem này dạng dạng bảo bối là thiên sứ xinh đẹp và tốt bụng hu 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 hình ảnh cố dạng cứu người đẹp trai quá cố dạng ở tuổi này đã thành thạo các loại vũ khí khác nhau và thôi miên thật thú vị